Các bạn biết không, thật sự không có ai lì như mình các bạn. Đã được biết rằng là bão sắp đến, các bạn thấy trời đen hết không? Nhưng mà vì con gái cần một món đồ chơi mà mình phải đi mua cho Hello, xin cháu. chào các bạn. Ngày hôm nay, mặc dầu là trời bão các bạn, bão sắp tới, nhưng mà muốn đi là vẫn đi. Bên Mỹ là vậy các bạn, không sợ gì cả. Bây giờ các bạn sẽ đi theo chân mình đi vô trong mall xem ngày hôm nay mình mua được gì ở trong mall nha các bạn. Bật mí cho các bạn biết trước một điều là chỉ mua đồ chơi mà thôi. Ok, bây giờ mình đi ha. Rồi trời mưa nhưng mà vẫn đi các bạn, tại vì đi mua đồ chơi cho con gái. Cái đồ chơi này nó bán rất là limit, thành ra là không mua là sẽ hết. Mà con mình collection cái đồ chơi này hơn 10 năm rồi, thành ra là cứ nó ra là phải mua, bắt buộc phải đi đến để xếp hàng mua. Bây giờ các bạn đi theo mình vô trong mall để xem coi cái đồ chơi gì mà lại cần đến như vậy các bạn nhé. Trời mưa cho nên không có đi xe mới. Xe mới bỏ trong gara rồi. Bây giờ mình đi vô tới mall rồi các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ đi theo mình để đi vô bên trong xem coi đi mua cái món đồ chơi đó là món đồ chơi gì các bạn nhé. Đi theo mình để xem cái sự yêu thích của những đứa trẻ ở bên Mỹ này là như thế nào các bạn nhé. Bây giờ thì mình đã đi vô tới tiệm rồi. Đây là tiệm đồ chơi mà con gái mình cần mua. Cái đồ chơi này, cái tên gọi là Pop. Đây là một cái bộ truyện rất là nổi tiếng trên thế giới. Hình như mình nghĩ rằng là giới trẻ thì chắc là ai cũng biết, nhưng có sưu tầm được hay không thì cái đó mình không biết. Cháu ngoại mình thì bây giờ mới bắt đầu đọc cái chuyện này và mới bắt đầu thích. Còn con gái mình thì sưu tầm, coi như là năm nay cháu 32 tuổi, thì có thể là cháu sưu tầm cái này đã khoảng từ 14 năm trước đó các bạn. Khoảng 14 năm trước đó. Nhà của cháu, cháu phải xây riêng một cái phòng và để những cái đồ chơi này. Các bạn biết không, xếp từ dưới đất lên đụng tới nóc nhà luôn các bạn mà. Mấy mặt như vậy đó. Ở đây nó bán rất là limit. Mỗi một lần nó ra thì nó sẽ báo cho những cái người mà đã từng là customer của nó từ ngày xưa tới giờ. Ở những tiểu bang khác lớn thì mình không biết, nhưng mà những cái tiểu bang như mình ở đây thì nó sẽ báo cho mình biết là ngày hôm nay ở cái tiệm này có được bao nhiêu con. Mà đặc biệt, thí dụ con của mình cách mình 1 tiếng đồng hồ, cái tiệm này thì gần ở trên nhà mình, thì con mình gọi tới nói ok tao muốn mua cái con đó và trả tiền, rồi lát nữa người nhà sẽ tới lấy. Nó không cho là không cho nha các bạn. Các bạn phải đích thân đi ra và mua tại tiệm. Chứ nó không có giữ cho các bạn dù là 5 phút đồng hồ. Tại vì sao? Vì limit, họ chỉ có bao nhiêu con đó thôi. Ai tới trước thì mua được trước. Nó chỉ bán trong vòng có mấy tiếng đồng hồ là hết các bạn. Mỗi một tiệm nó chỉ được bấy nhiêu thôi. Và các bạn biết, nếu các bạn không có mua kịp, các bạn không có mua được vài ngày sau thì các bạn mua, các bạn phải lên online và mua lại của những người họ đã mua được thì họ bán sẽ đắt gấp đôi hoặc gấp ba.
Đó. Ba con thì của cháu ngoại. Bảy con là của con gái Úc. Mua 11 con tổng cộng. Và mua thêm cho cháu ngoại một cái này cháu ngoại chơi. Đó, các bạn thấy không? Dễ thương ha. Nó trong một cái bộ truyện, cái tên truyện này mình cũng không biết đọc, nhưng mà nổi tiếng trên thế giới, ai cũng phải biết cái bộ truyện này hết. Đây là cái tên tiệm các bạn. Hot Topic. Cái con này gọi là Pop. Thành ra mỗi lần mà nó ra đó là con mình nó sẽ báo cho mình biết trước là ngày hôm đó là mình khỏi ngủ luôn các bạn. Là phải canh đi ra sớm để mua. Mo 10 giờ nó mở cửa thì ít nhất là 12 giờ mình cũng phải có mặt để mua. Nếu không là hụt một cái là tiếc lắm các bạn. Mua lại của người ta thì đắt tiền hơn. Con gái mình có account lâu đời rồi. Thành ra là con gái mình mua 7 con. Cho nên nó cho lại là 7 cái coupon này. Thì khi các bạn nhận được cái này về, các bạn phải điền và gửi đi. Các bạn khi gửi đi rồi thì đã lúc đó nó mới cho các bạn một cái coupon khác. Mỗi một con mỗi giá tiền khác nhau chứ không phải là giống nhau. Và khi mua xong rồi đi về ngang qua Victoria's Secret. Vô coi thì thấy cái chai dầu thơm này nè các bạn. Mình lật lên mình coi cái giá, mình thấy nó để là 45 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay nó sale chỉ còn có 14 đồng 99 thôi. Nhưng mà mình thì không xài loại dầu thơm này. Cho nên đi một vòng vô xem thôi chứ mua rồi cũng không biết làm gì cho nên là không có mua. Hello, xin chào các bạn. Đây là đồ Ngày hôm chơi của nay ở đứa nơi mình ở có bão các cháu ngoại bạn. mình đó. Mình ra mình quay cho các bạn xem nè, hồi nãy bão lớn lắm, nó bay Về hết tới đồ nhà rồi các bạn của ơi. nhà mình luôn nè các bạn. Những cái bộ ghế để ngoài sân nè, mình mới vừa lượm lên đó các bạn, nó bay hết luôn. Cũng may là mình mới vừa đi shopping về đến là bão nó ập tới liền các bạn. Các bạn thấy gan lì ghê không? Mặc dầu là người ta đã báo cho mình biết là bão đến nhưng mà vẫn đi shopping. Con gái mình không biết chứ nó biết thì chắc nó lại đi nói nữa đó. Đó các bạn nhìn thấy không? Đây là hồ bơi nhà mình. Wow, lạnh quá. Gió lạnh quá. Trời ơi nó gió nó làm rách cái cây dù rồi các bạn, ba cây dù mà một cây cái cây kia kìa các bạn thấy không? Đó cái cây màu màu kem kem ở đó đó. Mình thấy nó bị rách rồi kìa. Còn hai cái cây này thì chắc có lẽ là không. Đây là cái hồ Sakuchi các bạn. Cái này là để tắm nước nóng. Wow, gió lạnh quá. Cái chỗ để cho các cháu nó nhảy nó chơi kìa các bạn. Gió nó đánh gãy luôn rồi. Đánh gãy luôn chỗ cái chơi cái trampoline của tụi nhỏ đây đó. Một cơn bão đi qua đó các bạn thấy không, mặc dầu là hồi nãy mình ở trong nhà mình chưa ra kịp thì mình nghĩ là cũng không lớn lắm, tại vì nếu mà nó lớn lớn thì chắc nó cũng đã bay hết mấy cái ghế xuống dưới hồ bơi rồi, nhưng mà những cái ghế đó nó còn thì chắc mình nghĩ là hồi nãy không có lớn lắm mà nó sập cái đó rồi đó các bạn. Chết rồi, cái nhà kho để đồ cửa nó bung ra luôn rồi. Wow. Nè, đó mình cho các bạn xem. Trời ơi. Gió nó muốn bay mình luôn á. Trời ơi ghê quá. Nè các bạn thấy không? Gió quá nè, không có mở quạt đó nha mà cái quạt nó quay như vậy nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Không có mở quạt đó nha các bạn mà các bạn coi gió nè. Đen hết cả một bầu trời luôn. Đó, lạnh quá các bạn ơi. Đó, mình cho các bạn xem sơ qua đó. Bão nó đang đi tới chỗ của mình ở đó. Lạnh quá.
Đồ đạc bay hết trơn rồi nè các bạn. Ô ô. Lạnh quá. Thôi cho các bạn xem sơ qua một chút như vậy thôi nha. Mình đi vô trong lạnh quá rồi. Để lên trên lầu đó ngồi quay cái cảnh mà trời mưa bão mà nó buồn, thật là buồn. Ở tiểu bang này cho các bạn xem nha. Nhưng mà ở quen rồi cho nên là cảm còn người khác nhìn vô thì họ nghĩ là rất là buồn.